Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, người dân ở tổ 79 khu dân cư 22, khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin tại ngõ 8B phố Vũ Thạch, phường Âu Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội luôn phải sống cùng tâm lý bất an khi hiện tượng rạn nứt, sụt lún tại đây ngày càng nghiêm trọng hơn. Tường nhà bong chóc, cầu thang rạn nứt, sụt lún. Vì thế những người dân tại khu tập thể này đã phải tự gia cố để ở tạm. Theo phóng viên chương trình Alo Đường Dây Nóng tìm hiểu, khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin được xây dựng từ năm 1979 với 4 đơn nguyên cao 5 tầng. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, khu tập thể này đã bắt đầu xuống cấp. Căn phòng của gia đình anh Vân chỉ vỏn vẹn 18m2. Vì sợ những mảng vỡ trên trần nhà có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào, nên anh đã tự mua xi măng để chát. Thậm chí, anh phải căng bạt ni lông để hứng nước bị ngấm từ trên xuống và hứng bụi bẩn của mảng vỡ trần nhà. Nói chung là không những nó xuống cấp như thế, nhưng cái nhà này nó đã cũng bị nghiêng rồi. Thì thành ra lại càng lo lắng về vấn đề an toàn của nhà khi tuổi thọ của nó càng ngày càng nâng lên. Còn anh Cường sống tại căn hộ bên cạnh cũng vậy. Anh cảm thấy lo lắng cho sự nguy hiểm của khu tập thể ngày càng xuống cấp này, khi hàng ngày anh vẫn phải đi qua những bậc cầu thang rạn nứt. Có những chỗ phải chống bằng trụ sắt hay những mảng tường ẩm mốc mục nát. Bên chỗ cầu thang số 4 và số 3 thì nó lún cả gần như cả mét ở tầng 1 ấy, do đó nên phải cắt gọt hai tầng trên, tầng 4 và tầng 5. Nhà đây phần lớn nhà nào nó cũng rột và rất là nguy hiểm đến tính mạng của cái đời sống của nhân dân. Các căn hộ ở khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin chủ yếu có diện tích rất nhỏ, chỉ 19 và 26 mét vuông nên khá chật chội. Vì vậy các hộ dân ở đây đã phải cơi nới thêm diện tích. Nhiều nhà đua ra ngoài ban công đến cả 4 đến 5 mét. Điều này cũng ảnh hưởng đến sự an toàn của chính những hộ dân ở đây. Cả xung quanh đây người ta bàn giao hết cả rồi, nhưng riêng cái này là không bàn giao được. Vì chỉ có bàn giao cái nhà không thôi, chứ còn đường mới đất mới toàn bộ cái hạ tầng này không bàn giao. Thế là cũng không ký. Vì yêu cầu dân này phải bàn giao tất cả cái đường đi, nó lại đất cát các thứ khu này, nhưng người ta chỉ bàn giao mỗi một cái nhà này thôi. Người ta không đồng ý là đúng. Đã nhiều năm qua, những người dân ở đây cũng đã có ý kiến về Ủy ban Nhân dân phường, nhưng họ cho rằng khu tập thể này không thuộc trách nhiệm của họ, vì khu nhà này vẫn do Bộ Quốc phòng quản lý. Tiếp đó, những người dân đã đề đạt nguyện vọng lên Bộ Tư lệnh Thông tin, Bộ Quốc phòng, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Các hộ dân ở đây luôn phải sống trong cảnh lo âu và mong muốn của họ là cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Trong thế này bao nhiêu tiềm ẩn bên trong như thế nào?